Chào tất cả các anh em vừa quay lại buổi livestream của Minh Long Moto siêu thị xe máy Minh Long. Hiện tại em đang livestream tại một trong 12 chi nhánh của Minh Long Moto siêu thị xe máy Minh Long. Và hôm nay là ngày 30 tháng 4 là lễ và ngày mai là 1 tháng 5 thì hiện tại bên Minh Long Moto bên em giá xe giảm cực kỳ mạnh trong hai dịp lễ này. Và những anh em hiện tại đang xem livestream cho em một cái chia sẻ lên trang cá nhân thôi. Trong thời gian chờ anh em chia sẻ thì hiện tại bên em đây có rất là nhiều dòng xe nhập khẩu. Bên em kinh doanh tất cả các dòng xe từ trong nước cho tới nhập khẩu luôn và họ trả chạy trước từ 20 đến 30% tổng giá trị của xe. Thủ tục thì rất là đơn giản luôn, cần những giấy tờ gì? Chứng minh nhân dân cộng hộ khẩu hoặc chứng minh nhân dân cộng bằng lái. Chứng minh nhân dân cộng hộ khẩu sẽ có 3 hình thức, một là hộ khẩu gốc, hai nữa là hình hộ khẩu photo công chứng, ba là hình chụp hộ khẩu. Và bên em luôn có 4 ngân hàng trực chính tại 12 chi nhánh Minh Long luôn. Đó là FE, ZAC, MB và HD. Và tất nhiên ba cách thức liên lạc liên hệ với Minh Long Moto thì xe máy Minh Long là một inbox fanpage gặp nhân viên chăm sóc khách hàng online, hai là call hotline 12 chi nhánh và ba nữa là ra trực tiếp cửa hàng. Và tất nhiên hotline và địa chỉ sẽ được nằm trên ảnh bìa của fanpage Minh Long siêu thị xe máy Minh Long. Thì như anh em đã biết, bên em hiện tại đã bắt đầu nhận cọc lại dòng XXR155 và giá hiện tại vẫn là 83 triệu, chưa bao gồm phí đăng ký số nha anh em, dành cho hai màu là đen nhám và màu xám. Thì thấy nhiều anh em đang hỏi về dòng xe, các dòng xe thì em xin báo giá luôn. Anh Huy Nguyễn giá Sonic, dạ vâng, Sonic bên em giá giảm 57 triệu sẽ dành cho hai màu đen là đen nhám mâm đỏ và màu đen bóng. 58 triệu sẽ dành cho màu trắng đỏ mâm đen và 60 triệu sẽ dành cho bản trắng đỏ mâm đỏ, chưa bao gồm phí biển số nha anh. Anh Nguyễn Thành Lưng, sơ chia bên em giá giảm cũng cực kỳ tốt luôn. 55 triệu sẽ dành cho ba bản màu xanh nhám, đen nhám và xanh GB. Ba màu sẽ là xanh nhám, đen nhám, xanh GB sẽ là 55 triệu. Và 56 triệu sẽ làm cho hai bảng màu là trắng xanh và đen tem đỏ, cũng chưa bao gồm phí đăng ký biển số. Anh Trần Ngọc Tiến Winner X bên em có rồi nhưng là xe trong nước, đến trực tiếp cửa hàng bên em báo giá cho anh. Lạc Trôi trả trước 50% tổng giá trị của xe, nhận cọc bạc gốc nha anh. Những anh em nào hiện tại đang hỏi giấy tờ phí biển số của dòng xe mình muốn ra, vui lòng để lại thông tin, nhân viên bên em gọi tư vấn cụ thể. Phí ra biển số các tỉnh khác nhau, không giống nhau. Nhanh Trần Đông Sơn. Anh Lạc Trôi, anh đang hỏi dòng GSXR150 hay là XXR155? Tỷ lệ V150, 150 bên em 6 màu zin, sẽ không có màu tím. Và nếu như nhận lên màu sẽ tính thêm phí nha. Đức Công Nguyễn MT15 bên em hiện tại là 76 triệu dành cho ba màu, đó là xám mâm đỏ, xanh mâm xanh và đen mâm đen, chưa bao gồm phí đăng ký số luôn Đức Công Nguyễn. Dạ vâng, đúng rồi anh Nguyễn ơi. Và em xin nhắc lại giá xe bên em báo hiện tại đều đã có VAT, chỉ chưa bao gồm phí đăng ký biển số thôi. Anh Trần Thanh Tới, số đất trắng đỏ mâm đỏ bên em hiện tại là 60 triệu, giá giảm còn 60 triệu cũng chưa bao gồm phí đăng ký số nha anh. Nguyễn Nhật Quân bên em có Exciter 150 nhưng là xe trong nước, đến trực tiếp cửa hàng bên em báo giá. Anh Thành Long Vairo 150 màu trắng, giá hiện tại là 52 triệu cũng chưa bao gồm phí đăng ký số nha anh. Anh Thuận Nguyễn, dạ vâng, bandit bên em vẫn đủ 4 màu cho anh luôn, trắng vàng, nâu đồng, đen và đỏ. Giá hiện tại là 53 triệu 900, dành cho 4 màu cũng chưa bao gồm phí đăng ký số nha anh Thuận Nguyễn. Nguyễn Văn Vĩ Rider là xe trong nước, đến trực tiếp cửa hàng bên em báo giá cho anh nha. Nguyễn Vân R15 bên em hiện tại
sẽ được chia theo hai bảng màu là màu tiêu chuẩn và màu monster. Màu tiêu chuẩn bên em sẽ gồm màu vàng xám, màu xanh GB và màu đen tem đỏ. Giá hiện tại của màu tiêu chuẩn là 73 triệu và màu monster sẽ là 76 triệu, cũng chưa bao gồm phí đầy biển số luôn. Trần Phúc sắp về nhanh, Legend 250 Twin bên em sắp về rồi. Quang Cu CBR 250. Vâng, bên em vẫn đủ 3 màu chanh, trắng, đỏ Racing, đỏ nhám và đen nhám. Giá hiện tại là 157 triệu cũng chưa bao gồm phí đầy biển số. Dạ anh Nguyễn Tài, em xin nhắc lại dòng Sonic bên em hiện tại 57 triệu sẽ dành cho hai bảng màu đen là đen nhám mâm đỏ và đen bóng. 58 triệu sẽ dành cho màu trắng đỏ mâm đen và 60 triệu sẽ là trắng đỏ mâm đỏ. Chưa bao gồm phí đầy biển số nha anh Nguyễn Tài. Anh Hoàng Huy Sachi của bên em giá hiện tại màu xanh GB là 55 triệu cũng chưa bao gồm phí đầy biển số. Anh Minh Trung ở Kinh 2020 màu đỏ nhám bên em. Không còn 2020 sẽ là màu đỏ bóng, em xin lỗi, MX King 2020 sẽ là màu đỏ bóng, giá hiện tại là 45 triệu cũng chưa bao gồm phí đầy biển số. Vâng, Nguyễn Linh Vario. Đây là một dàn Vario rất là nhiều luôn. Và Vario 125 150 giá bên em vẫn còn giảm, hiện tại Vario 125 bên em màu xanh nhám và đen nhám sẽ là 40 triệu và màu nâu nhám là 41 triệu cũng chưa bao gồm phí đầy biển số. Và Vario 150 màu đen nhám sẽ là 50 triệu 500, và 51 triệu sẽ dành cho ba bảng màu là xanh nhám, đỏ nhám và bạc bóng, và 52 triệu sẽ là màu trắng bóng và nâu nhám cũng chưa bao gồm phí đầy biển số luôn nha Nguyễn Linh. Candy Nguyễn Winnet là xe trong nước, đến trực tiếp cửa hàng bên em báo giá cho anh nha. Vâng, anh Lê Mẫn Suzuki Bandit bên em vẫn là bản 2019 và đủ 4 màu là trắng, vàng, nâu đồng, đỏ và đen. Giá là 53 triệu 900 cũng chưa bao gồm phí đầy biển số luôn. Anh lính mới RXR 150 đen đỏ bên em bản CBS sẽ là 66 triệu và ABS là 71 triệu 500 cũng chưa bao gồm phí đầy biển số nha lính mới. Nhật Đại Nhân Mio 125 bên em hiện tại là 28 triệu 500 dành cho 4 bảng màu cũng chưa bao gồm phí đầy biển số nha anh. RTR bên em vẫn đủ 4 màu và giá hiện tại là 53 triệu 500 cũng chưa bao gồm phí đầy biển số. Nguyễn Quang R3 bên em không có thông tin cụ thể vì nhập về dòng đó nha anh. Thanh Thái TX hiện tại bên em là 65 triệu chưa bao gồm phí đầy biển số dành cho hai bảng màu là xám xanh và đỏ nhám. Anh Tri Vario 125 em xin nhắc lại là màu xanh nhám và đen nhám giảm còn 40 triệu và màu nâu nhám sẽ là 41 triệu cũng chưa bao gồm phí đầy biển số nhanh chi. Dạ vâng, R15V3. Đây hai bảng màu sẽ được chia theo hai bảng màu, em xin nhắc lại là có hai bảng màu là màu tiêu chuẩn sẽ gồm màu vàng xám, xanh GB và đen tem đỏ là 73 triệu và màu monster sẽ là 76 triệu cũng chưa bao gồm phí đầy biển số luôn. Của anh Đình Hoàng, anh Linh Lê. Vâng, MX King cũng được chia theo hai bảng là tiêu chuẩn, bảng màu tiêu chuẩn và bảng màu monster. Bảng màu tiêu chuẩn của MX King 2020 sẽ gồm là đỏ bóng, xanh GB và cam đen, giá là 45 triệu và màu monster sẽ là 47 triệu 500 cũng chưa bao gồm phí đầy biển số nha anh Linh Lê. Trần Hoàng Mỹ Click 125 bên em vẫn đủ 3 màu đỏ đô, trắng và đen. Giá hiện tại là 70 triệu cũng chưa bao gồm phí đầy biển số. Nguyễn Vinh bên em sẽ có dòng MT15, không có dòng MT03 nha anh. Vâng, đây một em CBR 250 màu trắng đỏ Racing đang hiện tại đang nằm trước mặt, đang trước mặt anh em đây. Giá hiện tại dành cho 3 màu của CBR 250 RR là 157 triệu chưa bao gồm phí đầy biển số. Thái Dương bên em không có dòng xe R1 hay R6 nha anh. Đình Phương Vision là xe trong nước, đến trực tiếp cửa hàng bên em báo giá. Tình Đổ XXR 15 giá hiện tại bên em là 183 triệu chưa bao gồm phí đầy biển số nha anh Tình Đổ.
Và em xin nhắc lại, những anh em nào hiện tại vẫn đang hỏi về giá phí ra biển số các tỉnh của những dòng xe anh em muốn biết, vui lòng để lại thông tin, số điện thoại nhân viên gọi tư vấn cụ thể cho anh em nha. Vâng, MT15 hiện tại bên em vẫn đủ 3 màu. Màu xám mâm đỏ, xanh mâm xanh và đen mâm đen. Giá hiện tại là 76 triệu chưa bao gồm phí ra biển số nha anh Joseph Nguyễn. Công Phạm GTS 150 bản nhập không còn hàng nữa. Bản trong nước còn nhưng là xe trong nước, đến trực tiếp cửa hàng bên em báo giá nhanh Công Phạm. Trương Vân Anh VCN FZ15R giá hiện tại là 64 triệu dành cho bản 2020, có hai màu đó là đỏ nhám và xám nhám nha anh. Dương Giang SH-MOD 125 là xe trong nước, đến trực tiếp cửa hàng bên em báo giá. Tinh Nguyễn bên em không còn dòng xe Acelo cũ nữa anh ơi, hết sản xuất luôn rồi. Hoài Kiếm CB300 hiện tại bên em là 135 triệu, đã chỉ hỏi 125 triệu cho dòng CB300 chưa bao gồm phí ra biển số nhanh Hoài Kiếm. Vâng, size chia bên em giảm cực kỳ tốt luôn. Màu xanh GB, xanh nhám, đen nhám sẽ là 55 triệu và 56 triệu sẽ là màu trắng xanh và màu đen đỏ. Chưa bao gồm phí ra biển số nhanh Khoa. Và em xin nhắc lại ba cách thức liên lạc, liên hệ với Minh Long Moto, siêu thị xe máy Minh Long. Một là inbox fanpage, gặp nhân viên chăm sóc khách hàng online. Hai là call hotline 12 chi nhánh và ba là ra trực tiếp cửa hàng. Và 12 số hotline và 12 địa chỉ của Minh Long sẽ được nằm trên ảnh bìa của fanpage Minh Long Moto, siêu thị xe máy Minh Long nha anh em. Hỗ trợ trả trước 30% tổng giá trị của xe. Hồ sơ thủ tục cần những gì? Giấy tờ gì? Chứng minh nhân dân cộng hộ khẩu hoặc chứng minh nhân dân cộng bằng lái. Hộ khẩu sẽ có là ba cách rất là đơn giản luôn. Một là hộ khẩu gốc, hai nữa là hộ khẩu photo công chứng, ba nữa là hình chụp hộ khẩu. Đó là dành cho những anh em nào hiện tại đang làm ở trên thành phố Hồ Chí Minh và hộ khẩu để dưới quê. Anh Huy Gigi Bentley gần 200, giá hiện tại là 63 triệu chưa bao gồm phí ra biển số nha anh. Anh Trần Văn Hòa Click 150 bên em hiện tại là màu trắng cam và màu đen cam, giá hiện tại là 92 triệu cũng chưa bao gồm phí ra biển số nha anh. Sơn Nguyễn Sanus là xe trong nước, đến trực tiếp cửa hàng bên em báo giá. Hoài Linh Supra RTR bên em đủ 4 màu và giá hiện tại là 53 triệu 500, cũng chưa bao gồm phí ra biển số nhanh Hoài Linh. Phong Vũ Vân Vision FZ bên em hiện tại bản 2020 đã về và sẽ gồm hai màu đây, xám nhám và đỏ nhám. Giá hiện tại hai màu này là 64 triệu chưa bao gồm phí ra biển số nhanh Phong Vũ. Phương Lê bên em sẽ có dòng MT15, không có dòng MT03 nha. Nguyễn Công Trường Rít 125 bên em hiện tại vẫn đủ 3 màu, đỏ đô, trắng và đen. Giá hiện tại là 70 triệu cũng chưa bao gồm phí ra biển số. Trần Hải Dương Gentleman 200 bên em hiện tại là 65 triệu cũng chưa bao gồm phí ra biển số luôn nhanh Trần Hải Dương. Anh Trần Phúc, vâng, cho em thông tin số điện thoại, nhân viên sẽ gọi tư vấn cụ thể cho anh về phí ra biển số nha.